ba bãi quả, tính cả bãi quả chính và một bầy hươu có bốn con ở cạnh một cánh rừng dừa. Vâng, một bài cực kỳ chuẩn, kích đầy ở 9 phút 50 với 27 dân. Vâng, như vậy là 25 dân Seng lên đời sóc đều 4 tên đầu tiên của 6 nhà VA. Vâng, không kém gì chiến tướng là bao nhiêu. Chiến tướng đánh 23 cộng 1 lên đời xong sóc đều 5 VA. Sóc đều 4 tên 5 VA, úp hết nhà đi nô cách nhanh chóng. Vâng, lại một phong cách rất tàu. Không biết là chín chim sẻ xem nhiều clip của tàu quá hay sao mà em đánh theo kiểu tàu khá nhiều. Vâng, ăn ngay con voi, đóng ngay chiếc ét. Dân tiếp theo đi dò. Vâng, rất chuẩn bài. Vâng, các bạn có thể thấy rằng nhà chính của chim sẻ có hai cây gỗ rất đẹp. Đó nhìn như một chiếc cổng để chào đón quân của 9x lao vào. Hai cây gỗ. Vâng, dân dò dò ngay ra một bãi hiêu. Vâng, bãi hiêu chính có một số con. Tôi không biết là có bao nhiêu con cả. Vâng, quay trở lại với trận đấu của 9x và chim sẻ. Hôm nay thì chim sẻ đang đi dò quanh nhà mình. Vẫn chỉ thấy được một bãi hiêu thôi. Hai voi, lúc này thì tiếp tục đưa chú voi thứ hai về nhà chính. Vâng, bãi hiêu nhà chim sẻ ngay sát một cánh rừng thông cực đẹp. Vâng, như vậy là ngon rồi. Đồ ăn như vậy tôi đánh giá là đã đủ rồi cơ. Đánh với trang như thế này đã đủ đồ rồi. Chẳng qua việc dò thêm bãi cho lực khỏe thôi. Thế còn đánh đồ ăn như này mà cứ đánh như thế thì lên đời đóng ruộng, nâng cấp bánh xe thì lại tù. Đóng chiếc BE bao nhà. Vâng, rất dị. Bao nhà ở cực xa. Dân dò đi đến đâu vẩy BE đến đấy. Đây là phong cách của Biasin. Vâng, dân thứ 13 chim sẻ thiết kế xong chiếc BG. Lần này chim sẻ thực hiện cực kỳ chuẩn cái giáo trình đế chế đại cương mà tôi soạn. Vâng, Game TV thứ 6 tuần trước thì vừa chuyển về nhà mới. Và đến tận ngày hôm nay, tức là ngày thứ 6 tuần sau, hiện tại thì vẫn chưa thể ổn định 100% được. Vẫn phải đang cài đặt thiết bị máy móc cũng như là sắp đặt lại văn phòng cho cẩn thận. Có lẽ là phải thứ 2 tuần sau mới ổn định. Và ở trên Game TV thì đang giao nhiệm vụ cho anh Dino Show cũng như Tiểu Bạch Long, tôi và anh Đức viết ra những giáo trình về AOE. Ví dụ như là những giáo trình về cung 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 R thì Dino sâu soạn. Về những cái bài đánh theo kiểu lối đánh dị thì là do Tiểu Bạch Long. Còn lại về cái chuyện in ấn thì chắc là tôi lo cho nó nhanh. Hoặc là có thể biên soạn lại từng câu chữ thì có lẽ là tôi biên soạn. Sắp tới các bạn lên Game TV chơi thì rất có thể là sẽ được đọc những đầu sách. Ví dụ như là AOE Đại Cương, Đại Cương về cung R rồi cách đánh Ram Dun hay là những cái phong cách khác trong AOE. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những kinh nghiệm đánh chế. Vâng, đây rồi. Vâng, vừa mải chém gió một hồi quay lại thì chim sẻ dân dò dò thêm một bãi hiêu và đôi con voi cạnh nhà chính nhà mình. Tôi nghĩ rằng là chim sẻ nên cắt dân ra làm ngay đuôi voi để về nhà chính mà xả thịt thôi. Đúng lúc đó thì chim sẻ thiết kế chiếc ghép thứ hai, bây giờ là chiếc ghép thứ ba. Vâng, chiếc thứ hai thì để ăn bãi hiêu đầu tiên nhà mình, còn chiếc ghép thứ ba thì cứ ăn chay thôi. Nếu không lùa hiêu về thì cứ chay mà ăn thôi. Bây giờ thì câu con voi thứ ba về nhà chính. Vâng, như vậy lại một bài bốn voi hai bầy hiêu. Quả thì khiến một bãi quả thôi. Trận này đi chắc chắn là không thể sóc 6A đều bốn tên đi như ở trận trước rồi. Trận này mà sóc 6A nữa thì chắc là em xây 6A ra dọa đối thủ sóc đều 3A. Trận này thì cứ 5A chuẩn bài 3 chữ BS 5A, 3 chữ BS ở ba cánh rừng thông. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chỉ có còn cơ cấu nhà cửa cho thật khéo và đánh thôi. Vâng, kích đời 7 phút 05 với 24 dân xem. Vâng, bài này là bài 25 cộng 1. Ra cắt dự là sẽ... À vâng, như vậy là 24 cộng 1 bằng 25. Trận này thì ra cắt dự là sẽ lên đời vào lúc lên đời 2 xong là khoảng 7 phút. À vâng, như vậy là 9 phút 05. Xây nhà mất khoảng 20 giây. Như vậy là trước 9 rưỡi chim sẻ sẽ kích đời. Đó là lý thuyết của tôi.
Vâng, hôm sau tôi phải lấy cái tít trên diễn đàn Game TV là giáo sư AOE. Vâng, thế nó mới thể hiện hết được tầm của tôi được. Vâng, mọi lý thuyết của tôi đưa ra đều rất chuẩn. Vâng, BB thiết kế. BA tôi dự đoán là sẽ thiết kế ở trên chỗ BS thứ 3. Vâng, chỗ đó thì sẽ bao quát được nhà hơn. Đằng dưới sẽ thiết kế những chiếc BM và một dãy hàng E. Vâng, đây sẽ là ở bên phía cánh phải sẽ là một chiếc BM và dãy hàng E. Vâng, được rồi, cắt dân. Đã đủ hết đồ, gỗ thịt đều đủ. Đóng thôi. Vâng, đóng thôi. BM xin thêm một dân, BA. Chuẩn rồi, vâng, đúng như dự đoán của tôi, 9 phút 05 thì lên đầy xong. Mất 20 giây để xây nhà. Xin thêm một dân nữa. Kích. Vâng, như vậy là 9 phút 29 với 25 dân, tôi đoán cực chuẩn, tôi bảo trước 9 phút 30. Vâng, đây sẽ là một trận cực kỳ phũ phàng của chim sẻ đi nắng. Vâng, chắc chắn rằng là vâng, hôm trước trên Đại La thì tôi rất thích đánh cặp cùng với Tôm, anh Chi Chi, tức Hoàng Lan của Thái Bình, và cuốn cặp cả với Yugi. Vì các anh này đánh bao giờ cũng nhường đồ ăn cho mình ăn, sướng lắm các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay tôi bắt đầu thích lối đánh của chim sẻ đấy. Trận nào mà em ở trong cánh, tôi ở ngoài cánh, tôi sẽ đổi máy cho em để tôi nhảy vào trong. Đấy, còn trận nào mà tôi ở trong sẵn rồi thì không sao, em cứ đánh gì thì đánh, tôi ở nhà chỉ việc sóc dân và buôn ruộng. Bật 4 đi bá đạo cái bản đồ. Vâng, đấy là điều tôi thích nhất. Vâng, các bạn có thể thấy rằng những chiếc BA được đóng một cách điên cuồng. Vẫn còn một bãi hiêu chưa ăn, nhưng mà bây giờ thì chả ăn làm gì, cứ vâng, nâng cấp bánh xe ngay. 11 phút 52 giây bắt đầu kích bánh xe. Bá đạo nó là ở chỗ này đây. Vâng, tôi sẽ đá qua màn hình của 9X để xem em sẽ vật lộn như thế nào trước một sự bá đạo kinh khủng của chim sẻ. Vâng, đây rồi, 25 dân. Không biết đã lên đời chưa? Vâng, chưa lên đời. Xong rồi. Chúng ta quay trở lại với màn hình của chim sẻ đi nắng, thần đồng AOE Việt Nam. 5 chiếc BA đã được đóng xong. Vâng, bánh xe chuẩn bị có. Sóc tân cũng đưa ra đầu. Ơ, hóa ra chưa có bánh xe. Vâng, tôi nhìn nhầm. Dân vẫn còn đang đi bộ. Vâng, có rồi. Tân cung đưa đầu đều như vắt chanh. Rất hay. Vâng, em mà cứ vắt nhiều như thế này thì có khi sẽ kiệt sức mất. Vâng, những chiếc ruộng trận này thì em đóng không đúng khoảng cách 1BA, 1BE chút nào. Nhưng không sao, đóng gần như này làm ăn khéo lại ngon hơn. Vâng, xuất quân. Lao thẳng về phía nhà địch. Mặc dù chưa biết nhà địch ở chỗ nào. Trận này thì em nhà không có điều kiện, không mua SH có thể đi dò nhà địch được. Không sao cả, tôi thông cảm cho em mà. Em còn trẻ, mua nhiều SH quá cũng không hề tốt. Còn trẻ như này mà gái theo nhiều thì không ổn tí nào cả. Vâng, lao thẳng về góc 3 giờ. Không thấy địch thì ta sẽ vòng lên 12 giờ. Không hề xoắn. Vòng vòng thôi. Vâng, em đang vòng rồi. Hai tuần cùng. Vâng, gặp rồi. Ví dụ bây giờ là nhà chiến địch ở góc 2 giờ rưỡi. Tôi đoán là như vậy. Tân cung thứ hai cũng khá đều. Không phải là khá đều mà rất đều. 5 con cung R. Tân cung thứ ba chuẩn bị ra lò rồi. Vậy như tân cung thứ hai chỉ có 4 con cung thôi. Vâng, tôi nhìn nhầm. Như vậy là trận này em vắt chả đều tí nào cả. Vâng, tân cung thứ ba thì lại đều. Vâng, em sóc quân theo dạng hình xin như thế này thì tôi bình luận có lẽ rất mỏi miệng đây. Vâng, vẫn chưa ăn được con dân và con quân nào của 9X cả. Vâng, một trận lên đời cực sớm. Sớm dã man. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa làm ăn được gì. Chúng ta chờ đợi trong ít phút để chờ đợi chim sẻ thể hiện lối đánh và chiến thuật đánh của mình. Như vậy là kéo ngay hai tên cung công nhà mang về nhà. Tách một con một tên khác lao lên móc máy bãi gỗ nhà của 9X Pro. Vâng, tham của chim sẻ hiện giờ là 54/64. Đá có màn hình của 9X ngay. Vâng, 45/48. Chắc chắn rồi. Chim sẻ sẽ phải ra được trước 9X độ 2 tên cung R. 1 tên rưỡi thì 9X mới lên đời. Lúc này thì vẫn chỉ mang một tốp quân nhỏ mang đi công nhà của 9X. Vâng, công được cái gì thì công, mà không công được thì thôi. Vâng, tôi biết ngay mà. Chim sẻ vừa sóc một tên cung R, chỉ có 4 con cung R thôi. Anh đang sóc theo kiểu dạng hình xin. Vâng, thiệt hại ngay một tụ con cung R rồi. Bây giờ thì rút quân. Vâng, rút quân về nhà hợp thành một đạo cung cực lớn. Vâng, đạo quân cực lớn nên làm cái gì thì các bạn biết rồi.
làm cái việc mà mình cần phải làm, lao thẳng về nhà địch, ôm à. Không như vậy là thấy có địch lao đến nhà thì mang về thủ. Rất chắc chắn. Nhà ta đang ổn định, không tội gì phải đổi nhà cả. Vâng, đứng ở dưới dốc như đông hơn, không hề xoắn. Vâng, lại có cả sư tử trợ giúp như thế kia thì xoắn rồi. Vâng, lao lên. Bây giờ thì gọi là thừa thế lao lên. Vâng, con sư tử cực kỳ dị. Ăn hết gần hết máu của một chú ngựa R. Vâng, là chú ngựa R thành thương binh hạng 3 trên 4 rồi. Vâng, hạng 3 trên 4. Tôi không để ý. Vâng, đến thời buổi này thì chim sẻ vẫn chưa mang tân quân mình đi ốp nhà của 9X. Mặc dù cung thì đông hơn. Mới chỉ mang một tân cung gồm 5 con cung R, tách 3 con vào đạo gỗ và 2 con vào đạo ruộng. Vâng, móc máy kiểu này thì khó chịu vô cùng. Tôi mà gặp game thủ nào đánh với tôi móc máy kiểu này, tôi đập bàn phím rồi đứng dậy luôn. Kệ cho ông đánh, muốn đánh thế nào thì đánh. Đánh thì phải đứng yên như những người đàn đàn ông đánh với nhau. Thằng nào đông hơn thằng ấy thắng. Đấy là phong cách của tôi. Không việc gì mà phải cứ sần dứ nhau theo kiểu câu cá thư giãn kiểu này là tôi không thích rồi. Vâng, ở nhà của 9X, nhà của chim sẻ đã có khách. Vâng, những tên cung R ào ào kéo vào nhà chim sẻ đi nắng. Vâng, như vậy là đây là một tên cung. Vâng, nối đi thì vâng, tôi không hiểu 9X đi kiểu gì. Dường như không để ý, lao thẳng qua nhà của chim sẻ. Cuộc dạo chơi của 9X qua nhà chim sẻ đây. Vâng, vẩy e liên tục tục. Có con dân ở ngoài có... Vâng, như vậy tí thì vẩy BB bắt quân. Vâng, có vẻ như là chim sẻ như hôm trước nhìn thấy yêu bắn chim đánh kiểu đấy hay quá. Hôm nay định học hỏi ngay. Như vậy là tham của chim sẻ hiện giờ là 81/96. Đây là một bài lên đời cực sớm và người ta gọi là đánh cung thủ. Vâng, đánh như này tôi chưa gặp bao giờ cả. Chúng ta có lợi thế lên đời sớm để ốp chết đối thủ ngay, nhưng mà chim sẻ thì ở nhà phát triển to, phát triển đều, phát triển chắc. Mang một số quân đi móc máy nhà cửa thôi, gọi là móc máy thôi. Còn chúng ta thủ ở nhà bao giờ lên to, tham tự đè vào đối phương sẽ tự phải quit. Chúng ta sẽ đá cái màn hình của 9X xem hiện giờ tham 9X là bao nhiêu. Vâng, tham 9X chỉ là 63/76 trong khi chim sẻ, vâng, đã là 88/100. Bây giờ đang dồn toàn bộ số quân. Vâng, hung hãn và hung hăng. Nêu trồ trước khi tới nhà BA, lao thẳng đến nhà của 9X. Vâng, lao vào. Vâng, lao vào thì quyết ăn thua đủ rồi. Lao vào. Vâng, 9X đã có 6 nhà BA. Chim sẻ thì vẫn chỉ 5 nhà BA thôi. Sóc thì núc 4, núc 5, nhưng mà do lên đời quá sớm. Vì vậy mà số lượng quân của chim sẻ cực lớn. Vâng, lao vào và bây giờ quyết định là quét nhà BA. Quân 9X lùi lại. Vâng, lùi lại sau. Nhử quân của chim sẻ đi bắn theo và sẽ có những con cung R ở nhà BA tạo ra. Chính vì thế mà sẽ có thể thủ được nhà. Vâng, lúc này thì 9X cũng đang dồn khá nhiều quân để thủ nhà rồi. Nhưng mà không được. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là một lượng cung R cực lớn. Một pha đấu quyết định. Chim sẻ đã quyết định ra. Vâng, quyết định đưa người nên đóng nắp quan tài cho 9X. Vâng, có đóng được hay không? Vấn đề bây giờ là có đóng được hay không. Vâng, 9X đã quyết định đổi nhà, mang khá đông cung công thẳng vào nhà BA của chim sẻ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chim sẻ không hề xoắn trong tình huống này, cũng lại cho ngựa R đi lùi vào trong chờ những tên cung R ra. Vâng, đây rồi. Vâng, 9X khá đông cung. Vâng, khá đông cung R nhưng mà 9X vẫn phải rút lui rồi. Lúc này thì chim sẻ vừa thủ nhà vừa đi công. Số lượng cung thủ nhà cũng khá đông. Một số lượng đi công thì cực kỳ hung hãn. Vâng, những liều vitamin hung hăng không biết là chim sẻ mua ở đâu. Tôi sẽ hỏi chim sẻ sau trận đấu này. Tôi cũng muốn đánh theo kiểu hung hăng như thế này. Ôm một phát chết luôn. Vâng, chuyển lại chế độ. Vâng, chế độ này tôi cũng chả biết đọc là gì. Nhưng mà chắc là chế độ để bắn nông dân mà không đứng chơi. Tạm thời là như vậy.
Bây giờ thì chim sẻ đang thủ nhà khá chắc chắn, khá đông cung R. Tách một top cung R lớn lao nhà của 9x để móc máy thôi. Còn thủ nhà là quan trọng hơn. Vâng, 9x muốn đổi nhà nhưng chim sẻ thì không đồng ý. Chim sẻ bảo rằng là nhà ai thì người đấy ở. Vâng, tham của chim sẻ bây giờ là 91/112, trong khi tham của 9x chúng ta sẽ đá hình. Vâng, như vậy là 9x đã quyết, tỷ số là 3-1 cho chim sẻ. Như vậy là ở cả ba kèo đấu AC, Giam Đôn và Seng, chim sẻ đều giành chiến thắng. Ở kèo đấu Giam Đôn là 4-2, kèo đấu AC và Seng đều là 3-1. Như vậy là trong trận giao hữu ngày hôm nay, chim sẻ đã giành chiến thắng tuyệt đối trước 9x. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn hai game thủ đã cống hiến